Có phim cái nhật rồi mà lại phải bóc đi, dán lại, làm gì cho tốn tiền đúng không anh em? Chắc rằng là nhiều anh em bảo là xe tao đã được dán từ hãng rồi, dán loại xịn rồi, bóc đi dán lại làm gì cho tốn tiền đúng không ạ? Đây, cái bóc đi dán lại của anh em đây. Hôm nay đo cho anh em luôn, một xe đang tiến hành bóc đi dán lại nhá. Cái phim cách nhiệt được trang bị dán tặng từ hãng đây. Cái IR có 49% thì bảo sao là anh em đi không nóng, không rát đúng không ạ? Thực ra là nhiều anh em sử dụng xe ô tô đến thời điểm hiện tại có thể 5, 7 năm, 10 năm rồi. Nhưng mà cứ thế là đi thôi, không quan tâm là đi nó có nắng, có nóng hay là có rát hay không cả. Đấy, anh em cứ thế là đi, bật điều hòa là đi thôi. Thực ra những anh em nào quan tâm thấy cái phim cách nhiệt để nó nóng thì anh em mới để ý, thì anh em mới biết rất nhiều anh em có khả năng là cứ đi không để ý tới cái vấn đề này đâu ạ. Đấy, và tại sao lại phải bóc đi dán lại, bởi vì là cái phim cách nhiệt này là cái chất lượng nó kém, nó không được tốt, thì anh chủ xe anh cũng đã quyết định là bóc đi dán lại để cái dán lại được cái gói phim nó tốt hơn, cái chất lượng nó tốt hơn để đi đỡ nóng đỡ rát đó, và ngăn cản được cái tia UV cũng như tia hồng ngoại nó tốt hơn đó. Thì hôm nay trả lời cho anh em là tại sao phải bóc đi dán lại anh em nhá.